Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn được phát sóng trên kênh 1 Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, nhuộm tóc hiện nay không còn là một công việc xa lạ với bất cứ ai, đặc biệt là với những người có biểu hiện tóc bạc sớm. Họ luôn luôn muốn tìm lại được một mái tóc xanh mượt để tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, lựa chọn sản phẩm nhuộm tóc như thế nào để vừa đảm bảo an toàn lại vừa tốt cho sức khỏe nói chung của chúng ta thì không phải là điều mà ai cũng biết. Và ngày hôm nay, chúng tôi muốn mang đến chủ đề này trong chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn để quý vị có thêm những góc nhìn về một vấn đề chúng ta đều quan tâm, đó chính là nhuộm tóc. Nhuộm tóc không chỉ là một phương thức làm đẹp đơn thuần mà đã trở thành một nghệ thuật. Tuy nhiên, câu chuyện về tác hại của việc nhuộm tóc đến sức khỏe đã khiến cho không ít người lo ngại. Đặc biệt nếu chúng ta lựa chọn những sản phẩm nhuộm tóc không an toàn sẽ tác động không tốt cho mái tóc như gãy, khô, xơ. Nặng hơn nữa là các bệnh lý về da đầu như viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng. Thậm chí việc nhuộm tóc còn có thể tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh ung thư từ thuốc nhuộm như ung thư bàng quang, ung thư hệ tạo máu, u não màng, não thần kinh tuyến giáp. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng việc lựa chọn những sản phẩm nhuộm tóc không an toàn có thể dẫn đến rất nhiều những hệ lụy về sau, đặc biệt là với những người thương yêu nhất của chúng ta như là bố mẹ, ông bà. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng những loại thuốc nhuộm tóc không an toàn, nó sẽ dẫn đến những biến cố không mong muốn. Và để quý vị có thể hiểu hơn về các loại sản phẩm nhuộm tóc an toàn, cũng như là có những thông tin duy trì sức khỏe cho bản thân và người thân của mình, ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng trò chuyện với các khách mời đặc biệt sau. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Vị khách mời thứ hai, một gương mặt rất quen thuộc trên sóng truyền hình, diễn viên Minh Phương. Vâng, và vị khách mời thứ ba, xin được trân trọng giới thiệu chị Giáp Ngọc Trung, đại diện nhãn hàng bột lá nhuộm tóc phủ bạc Ibome. Xin cảm ơn cả ba vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì anh Thư xin phép được dành cho diễn viên Minh Phương, bởi vì chị được biết đến là một diễn viên có một mái tóc rất là suôn dài, khỏe, đẹp. Chị có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân trong việc giữ được một cái mái tóc đẹp như thế này được không ạ? Để mà giữ được mái tóc mà nó đen và nó khỏe đẹp ấy là cũng rất là khó đấy, chứ cũng không phải là dễ đâu. Bởi vì là cái công việc của tôi ấy, thì là tôi là diễn viên, cho nên là tôi phải đi quay phim, tôi vào rất nhiều các dạng vai. Nhưng mà vai già thì mình phải làm thêm tóc bạc, nhưng mà có những cái vai trẻ ấy, thì tóc mình nó lại phải đen cơ. Thế mà đến lúc những cái tóc bạc của tôi ấy, nó cứ lên dần, nó sẽ gây phiền phức với mình. Cho nên là tôi cũng phải tìm mọi cách. Những ngày trước ấy, tôi nhuộm tóc bằng những cái thuốc nhuộm tóc từ bên nước ngoài á, thì mỗi lần nhuộm thì tôi nói thật là tôi không chịu được cái mùi, thực sự là như vậy. Và cái điều thứ hai là nếu mà mình tháng nào mình cũng phải nhuộm ấy thì tự dưng cái da đầu nó bị sót lắm. Chính vì vậy cho nên là khi tôi tìm hiểu sản phẩm tinh bột lá nhuộm tóc phủ bạc của Ibome, tức là yêu bố mẹ đấy, thì tôi cũng trải nghiệm thì mình thấy là nó dịu cái da đầu mình, cảm giác nó an toàn. Và cái chính là cái mùi nó rất là dễ chịu. Rất nhiều những cô chú anh chị ở cái độ tuổi mà tóc bắt đầu điểm bạc lựa chọn cái giải pháp rằng là chọn những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược. Vậy xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh rằng là cái lựa chọn này nó sẽ mang lại những cái lợi ích như thế nào cho những người sử dụng? Đúng là như là chị Minh Phương vừa mới chia sẻ đấy, thì cái việc lựa chọn mà những cái thuốc nhuộm tóc mà có nguồn gốc từ thảo dược thay thế bằng những cái thuốc nhuộm tóc mà từ hóa chất thì đấy là một cái sự lựa chọn rất an toàn, không gây kích ứng cho da. Thế và cái tóc của mình nó cũng cảm thấy nó suông mượt hơn, chứ nó không có khô cứng hoặc là cái tóc nó mảnh mà nó dễ rụng như là sử dụng hóa chất. Lúc nãy thì diễn viên Minh Phương có nhắc đến cái sản phẩm bột lá nhuộm tóc phủ bạc Ibome. Và hôm nay thì trong trường quay của Vì Sức Khỏe Của Bạn có sự xuất hiện của chị Ngọc Trung, đại diện cho nhãn hàng Ibome. Vậy thì chị có thể chia sẻ với khán giả của truyền hình Hà Nội về những cái ưu điểm của sản phẩm này để khán giả có thể hiểu rõ được không? Tinh bột lá nhuộm tóc phủ bạc Ibome ấy, thì khi mà Trung phát minh ra cái sản phẩm này ấy, thì là ngày trước là bố Trung có mất vì ung thư cách đây 6 năm, và mẹ Trung thì cái tầm tuổi này hơn 50 tuổi rồi, cũng suốt ngày là tóc bạc và tháng nào cũng phải nhuộm tóc. Và như là bác sĩ và cô có vừa nói là cái nhuộm tóc của mình ấy, cái tuổi này nhuộm tóc nó phải quan tâm đến sức khỏe là đầu tiên. Thì với mong muốn là mang tới cái gì đó tốt nhất cho bố mẹ mình, và mình mới chia sẻ cái mong muốn này tới các chuyên gia, và cùng các chuyên gia là nghiên cứu ra cái sản phẩm này. Sau hơn một năm nghiên cứu, sản phẩm đã được thị trường các bố mẹ đón nhận. Thì cái này là cái mà thực sự là cái vui mừng của Ibome. Sản phẩm Ibome là chiết xuất từ 4 loại lá cây kết hợp với nhau để cho cái mái tóc của mình có thể bền màu đến tận 6 tháng. Nó có một cái ưu điểm nữa so với tất cả các sản phẩm khác là chỉ trong vòng từ 10 đến 20 phút thôi
là mình đã có thể là cho ra một cái màu như tóc là đen mượt mà không mất quá nhiều thời gian cho bố mẹ nhanh chóng và dễ dàng nhuộm được. Cái sản phẩm tốt nó cũng còn phải kết hợp với cả cái sự duy trì sinh hoạt cũng như là làm thế nào để mà đảm bảo cho cái sự bền màu đấy nó tự nhiên từ chính trong cái sức khỏe cơ thể con người. Vậy thì xin nhờ tiến sĩ Vân Anh ạ, chị có thể cho các khán giả biết cũng như là chúng tôi hiểu và làm rõ là làm thế nào để duy trì được cái màu tóc nó đen tự nhiên lâu dài khỏe mạnh được không? Bên cạnh những cái thuốc mình đã lựa chọn được cái thuốc nhuộm tóc rất tốt rồi. Thế thì trong cái này cái chế độ ăn uống sinh hoạt của chúng ta rất là quan trọng. Ví dụ như là tránh những căng thẳng stress. Thế rồi trong cái chế độ ăn uống của chúng ta phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng độc. Thế rồi là chị em phụ nữ chúng ta nên ngủ đủ giấc, nên năng tập thể dục. Vì khi chúng ta vận động tập thể dục thì là nó sẽ giúp cho khí huyết nó lưu thông và nó lưu thông đến tận những vùng cao nhất, tức là lên đầu, nó làm cho tuần hoàn máu lên não tốt hơn. Xin được cảm ơn những phân tích của tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh cũng như là những chia sẻ của cả hai vị khách mời. Và để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc bột lá nhuộm tóc phủ bạc Ibomi thì ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự mà chương trình đã thực hiện. Với mong muốn giúp người tiêu dùng xóa tan đi nỗi ám ảnh về mái tóc bạc, công ty cổ phần Ibomi đã không ngừng nghiên cứu và cho ra đời bột lá nhuộm tóc phủ bạc Ibomi. Sản phẩm là sự kết hợp giữa y học cổ truyền Việt Nam và công nghệ hiện đại theo quy trình nghiêm ngặt, từ nguồn nguyên liệu cho đến dây chuyền sản xuất để được công ty Ibomi trực tiếp quản lý để tạo ra một sản phẩm 100% tự nhiên và mang lại hiệu quả cao cho người dùng. Thưa quý vị, định nghĩa về cái đẹp có thể mỗi thời đều có một cái quan điểm khác nhau và mỗi người cũng như vậy. Nhưng chắc chắn sở hữu một mái tóc khỏe đẹp là mong muốn và là tôn chỉ cái đẹp của bất cứ một cá nhân nào. Hy vọng qua chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay, quý vị cũng đã có thêm cho mình những góc nhìn về một sản phẩm thuốc nhuộm tóc an toàn cho sức khỏe. Đó là điều quan trọng nhất. Đến đây thì lượng chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.